Hai xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô bức tranh, họ chụp ảnh và ok giờ mình sẽ vào tô nhé. Mai rửa ba cái nhé cho nhé. Thật không? Thế anh kia mà bảo là tối hôm nay anh về tối em nhặt có như vậy không? Thế phải mang một cái máy sấy đây anh em ạ. Chứ thế này đau cổ lắm. Mẹ một bạn ta sấy tí nó khô. Sấy nóng thôi. Thế nó sơn tóc nhỉ? Ờ đúng rồi, sơn. Dùng nhiệt lắm. Tiền thẻ để diện ra lâu đi. Mày ở cái mẹ đó là quỷ thì ra lâu, anh xem. Thật ra lâu có ai đâu. Thì thay IG, thay Zalo, thay trong Facebook để sinh nhật. Chứ còn cái sinh nhật đã lo mấy tuần nữa cái sinh nhật luôn luôn ở bên Zalo cái gì gọi kín mà mày quấy không? Ờ tao xong ẩn như thế mày bây giờ nó ai cũng lâu mà ừ. Thay sinh nhật chó đâu thật mà ý là nó bạn không chơi ừ quên có chơi gì đâu. Ờ đúng rồi, tao có vào IG đâu. Rồi mày tập chưa làm đấy. Chết không. Ôi trời ơi. Chân nó đăng thế, đăng suốt. Mình có xem mà mình toán là xem mấy đâu. Tại vì mình không hay dùng IG. Thấy lúc nào cũng bằng khè. Thế bằng khè á. Kiểu nó có cái màu vòng vòng ấy. Vòng vòng tin ấy. Đọc cảm đấy. Chinh này cũng hay ấy á. Hình thẳng hay đâu. Không thấy, không thấy. Mày trang ẩn Trinh ơi. Tao ẩn nó. Tao này bảo nó ẩn tao. Nó không thèm xem mày á. Tao ẩn nó không cho nó xem. Và ok, mình đã tô xong bức tranh rồi. Video của mình đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.